đứa con bằng cái đã rồi ha. Nhỏ vậy hay rồi. Thêm con mày nữa, con mày chừng dài tháng nữa. Con mày dài tháng nữa. Chơi rồi hả, chơi với tụi mày được rồi đó. Năm tới là chơi luôn á. Tụi mày nhờ hai chị em hung hung miệng nhau, đút thịt gà chơi trong miệng lẫn nhau kìa. Giống như là hai vợ chồng. Khùng mày cắn cái đút vô miệng, mớm vô miệng tụi mày lè lưỡi ra liếm. Giống như là mẹ mới chừng em trúng xương nha mày. Ô, kiếm nhả ra mi. Nè. Nhả ra. Phun ra. Không đâu mày. Rồi ô gặm một xương gà. Mắt xương gà là chết luôn.